Lan Rừng Nguồn Phương xin kính chào các bác, cô chú, anh chị em đam mê hoa lan trên vùng biển Tổ quốc. Thì lời đầu tiên cho phép em xin kính chúc các bác khách hàng, cô chú, anh chị có một ngày làm việc đầu tuần vui vẻ, hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Hôm nay là phiên buổi sáng ngày mùng 7 tháng 11 năm 2022. Em có lên cái video chia sẻ với các bác một số mặt hàng bảo lan, xanh Huế, Phan Trí, Vị Hoàng, Hồng Nghĩa Bình. Hôm nay là em có một số cái lan hài. Hài này là hài xuân cảnh các bác nhé, hay còn gọi là hài cảnh. Đấy, cứ gọi chung là hài cảnh. Thì cái cây hài này là được nhà sưu tầm lan Chu Xuân Cảnh tìm thấy. Đấy, nên là đặt tên là hài cảnh. Và cái đặc điểm của cây hài cảnh này là nó bé các bác nhé. Cái nào như cái đấy là bé, chứ không phải không có cây tốt vọt lên đâu, nó cứ sàn sàn như thế này hết. Thì cái hài cảnh này em sẽ chia khóm cho các bác là cứ 6 cây là 150.000 em bao ship. Em sẽ chọn khóm ra, cứ 6 cây là 150.000 em bao ship cho các bác. Ví dụ như thế này là được 6 cây rồi này. Đấy, vậy các bác lên thành 2 chậu. Cái dòng này thì nó cũng là rất là ít. Đấy, thực sự ít. Em hẹn lâu lắm rồi thì mãi hôm kia mới về được ít. Tranh thủ lấy về chia sẻ đến các bác. 150.000 cho 6 cây hải cảnh này các bác nhé. Các bác mà đam mê cái dòng này thì kết nối đến số 0868 357 345 hoặc là số 0356 726 889. Cây tương đối là đẹp đấy các bác ạ. Tiếp theo, cái mặt hàng tiếp theo em giới thiệu đến các bác đó là bảo lan kiếm. Bảo lan kiếm thì em có 2 đơn bảo lan đã tách rồi đây. Đơn đầu tiên có bảo lan kiếm chia sẻ đến các bác là 450.000. Đơn này là thân tơ tít, bản lá được 3 sen 6. Bản lá 3 sen 6. Cây thì có một chút xíu cái lỗi đen đằng phía sau này. Đấy, chút xíu thôi. Còn toàn bộ là không vấn đề gì. Đấy, các bác nhìn. Đấy. Cái lá sau này nó chỉ hơi lên màu tí. Và cái lá đằng trước này một xíu này. Em chia sẻ đến các bác là 450.000 cho cái đơn bảo lan tơ tít này. Đơn bảo lan số 2, đơn này thì được 3 mầm rồi. Bản lá được 4 sen 2. Bản lá 4 sen 2. Đơn này em chia sẻ đến các bác là 550.000. 550.000 cho đơn bảo lan số 2 này. Tiếp theo em sang cái xanh Huế. Xanh Huế thì em đang còn rất nhiều. Đấy, cứ tầm giá từ 200 cũng có này, 300, 350, 400, 500, 600 em đều có hết. Ví dụ như cái đơn này đang 2 thân, một mẹ một con. Con này đã có mang rồi này. Bên này chắc có mầm này. Có mầm rồi. Bên này có mầm rồi. Đơn này em đang chia sẻ đến các bác là 550.000. Mẹ thì lá có 3 sen 5 thôi, nhưng mà con là lá được 4 sen 2 rồi. 550.000 cho cái đơn xanh Huế này. Đơn xanh Huế tiếp theo, một thân 2 măng Thế Sừng Châu. Bản lá thì được 3 sen 8. Thân tơ tít các bác nhé, 2 măng Thế Sừng Châu. Đơn này em chia sẻ đến các bác 600.000. Đơn xanh Huế tơ tít này. Đơn này thì bản lá được 4 sen 3 có 2 mầm. Bị lỗi một chút lá này. Đơn này em chia sẻ đến các bác 450.000. Ngoài ra em đang có rất nhiều. Khóm 2, 3 thân cũng có. Các bác nghiên cứu sưu tầm thì gọi điện đến số 0868 357 345. Phan Trí thì em có 3 đơn. Đơn đầu tiên của Phan Trí gồm 2 thân côn lùn, một mẹ một con. Mẹ thì bản lá 4 sen 3, con thì chưa mở hết lá được 4 sen 2.
em chia sẻ đến các bác là 3.500.000. 3.500.000 là cái đơn thanh thuế này. À, đơn phan trí này. Đơn phan trí tiếp theo bản lá được 5 cm và có một mầm. Một mầm bên này đang chạy rồi. Đây các bác nhìn này. Một mầm bên này đang chạy rồi. Đơn này em chia sẻ đến các bác là 2.650.000. Đấy, giá cũ thì em đang để 2.850 đây. Thì bớt thêm các bác 200k các bác tự tầm làm giống. Cây cực kỳ đẹp luôn, lá rất là dày, lá đều, dày đẹp. Đơn phan trí tiếp theo bản lá được 5 cm 5. Đơn này thì do cái quá trình lên chậu đấy thì có dùng cái lưới này này, khi nó đang còn tơ ấy, cái lá nó chưa được cứng cáp thì dùng cái lưới này để tuốt xuống để trồng này. Đấy các bác hình dung, tuốt xuống để trồng, bỏ cái lưới này tuốt xuống để trồng này. Khi kéo xuống cái này thì các cái mắt lưới bên này nó gây ra cái răng cưa của cái lá này. Đấy nên là có một xíu cái lỗi này riêng cái lá này. Và cái lá này thì do bị nước nó đọng lại. Bản lá 3 cm 5 các bác nhá. Một măng và một mầm, một măng lớn rồi. Đơn này em chia sẻ đến các bác là 2.900.000. 2.900.000. Tiếp theo em sang cái vị hoàng. Đơn đầu tiên của vị hoàng là một thân tơ tít. Bản lá được 4 cm 2. Cây sạch đẹp không lỗi lầm. Em chia sẻ đến các bác đến là 100.000. 100.000 cho cái đơn vị hoàng này. Đơn vị hoàng số 2. Bản lá được 4 cm 2 và 2 thân. Bản lá 4 cm 2, 2 thân rất là đẹp. Em chia sẻ đến các bác là 230.000. Đơn vị hoàng số 3. Một thân một măng lớn, bản lá 3 cm 9, tơ tít các bác nhá. Đấy, một măng này. Em chia sẻ đến các bác là 170.000. Đơn vị hoàng số 4, 2 thân. Bản lá được 4 cm. Cái này có một mầm rồi. Em chia sẻ đến các bác là 230.000. Đấy, hôm nay em có một số cái đơn vị hoàng vừa rẻ vừa đẹp. Các bác theo dõi video. Nếu mà chưa có hoặc có rồi mà đang còn yêu thích đến các cái mặt bồng vị hoàng phan trí xanh Huế thì có thể tham khảo sưu tầm ủng hộ nhập về. Tiếp theo em giới thiệu đến các bác hai đơn hồng nghĩa bình. Đấy, cái đơn lẻ thì em hết rồi, em còn có hai đơn. Một đơn 2 thân 3 mầm, bản lá được 4 cm 3. Đơn này em chia sẻ đến các bác là 1.600.000. Đơn hồng nghĩa bình này. Và đơn hồng nghĩa bình tiếp theo là một thân 2 măng thế sừng trâu. Cái này thì gần như là hoàn thiện hết rồi. Gần như là hoàn thiện hết rồi. Bản lá thì được 4 cm 8. Đơn này bản lá 4 cm 8. Đấy, đơn này em chia sẻ đến các bác là 2.500.000. Bình quân có 820.000 cho một đơn tơ tít hồng nghĩa bình. Rất là đẹp, côn lùn, bản lá to. Thế thì hôm nay em có lên cái video chia sẻ đến các bác một số cái mặt hàng. Rất là cảm ơn các bác đã coi. À đây, em còn một đơn xích long cho các bác. Còn một đơn xích long này thì em chia sẻ đến các bác. Hôm rồi báo giá là 4 triệu mấy anh em nhỉ? Đơn xích long này em chia sẻ đến các bác là 4.800.000. Bản lá 3 cm 8, tơ tít có mầm rồi. Hôm nay em có lên chia sẻ đến các bác một số cái video cái video chia một số cái mặt hàng. Rất là cảm ơn các bác đã xem video của Lan Rừng Quân Phương. Em xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.